trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra và kích pin của cái cục sạc dự phòng hoặc là pin laptop, hay là các bạn độ chế các xe pin 18650 nha các bạn. Với lại pin này ha. Trước hết, một vấn đề mà các bạn thường gặp phải á là cái trường hợp tình trạng mà pin sạc không vô nha các bạn, là bị cạn. Các bạn đo điện áp á, như đây cục sạc pin cục sạc dự phòng ha, các bạn đo điện áp á thì nó ra không vô nha các bạn. Các bạn đo áp trên đây nè, nó bằng 0V ha. Đây là một cell pin nha các bạn, cell pin mới 18650 nha. Các bạn nhìn ha, ở trên đây là cực dương nha các bạn, ở dưới là cực âm ha. Các bạn mua cell pin này á, có thể các bạn mua trên mạng hoặc là trên chợ tạo á, nó có bán nha các bạn. Trên cực dương các bạn để ý cho mình nè, nó sẽ có một số rãnh. Ở đây có 3 cái rãnh nè các bạn. Đây, 3 cái rãnh. Khi mà các bạn kiểm tra cái cell pin 18650 này thì bạn lưu ý cho mình cái điều gì? Khi mà các bạn đo điện áp nó ra VAO á, nó bằng 0V nha các bạn. Là các bạn đo cái pin này, cái như nhiều bạn á, nó pin này chết rồi nha các bạn. Là nó không, nói chung là nó bị hỏng mạch, nó bị không còn tiếp xúc được. Thì tóm lại á các bạn, nó bị hư bên trong rồi. Nên cái điện áp đo ra ngõ ra bằng 0V. Thì bạn lưu ý, thứ nhất lưu ý cho mình, các bạn nên dùng một cái tăm cho mình nha, cái tăm xí răng nè các bạn. Các bạn thứ nhất là các bạn chọt nè, lấy cái tăm xí răng các bạn chọt chỗ cái khe này nè các bạn. Bạn nhấn mạnh lên nha các bạn, các bạn đỡ trên mặt phẳng á, các bạn nhấn mạnh xuống nha, ấn thật mạnh xuống, ấn xung quanh mấy cái lỗ này nè các bạn, cái khe này. Mục đích đó để là các bạn cho cái hơi bên đây nè các bạn, nó xì ra các bạn, là nó tiếp xúc lại cái chân dương trên bên trên này nha các bạn. Mình nói các bạn có thể phục hồi lại các cell pin 18650 mà khi mà các bạn đo điện áp bằng không, các bạn tưởng là vứt đi rồi, nhưng mà thực tế là các bạn có thể khôi phục lại hoàn toàn nha các bạn. Là các bạn ấn vô đây nè, ấn mạnh vô đây, các bạn nghe một tiếng xì một tiếng là cái pin này á nó sẽ được phục hồi lại nha các bạn. Khi đó các bạn lấy đồng hồ VOM á, các bạn đo thì điện áp trên đây sẽ có lại nha các bạn. Mấy cái cell pin này giống như cái mấy cell pin bên trong cục sạc dự phòng nè, hay là pin laptop nè. Để mà kiểm tra bằng phương pháp đo nguội á, thì các bạn kiểm tra cho mình như thế nào? Ở đây mình hướng dẫn cho các bạn hai cách luôn nha. Một cách đo nguội và các bạn kích pin cho mình luôn. Ở đây mình sẽ dùng một cái đồng hồ số. Các bạn chuyển cái thang đo diode cho mình. Các bạn vặn về thang đo diode ha. Rồi ở đây các bạn đo điều gì? Các bạn đo cho mình điện trở bên trong. Ở đây trên đây có hai cực nha các bạn. Cực dương nè, dương là có mấy cái khe ha, cực âm là không có nha các bạn. Thì lấy que đỏ các bạn chích vô phần dương, que đen chích vô phần âm. Nếu mà nó lên chỉ số hoặc là lên điện trở thì giá trị điện trở thì các bạn khẳng định là cái cell pin này còn xài được nha bạn, tốt ha. Các bạn thấy không? Là chân dương nè, chân dương các bạn cặp vô que dương ha, que đỏ ha. Ở cell pin này mình sẽ đo được cái giá trị là khoảng 197 ohm nha các bạn. Còn trường hợp mà nếu bạn đo đảo ngược que đo lại á thì các bạn không đo được giá trị nha. Đây là 197 ohm nha các bạn. Đây. Các bạn thấy không? Mình đảo ngược que đo lại á thì nó không ra giá trị. Thì chỉ cần nó lên một chiều là đảm bảo cho các bạn là pin này, cái cell pin này còn xài được nha, nó đã không phục hồi lại được rồi. Còn cái thứ hai á, các bạn chuyển cái sang thang đo điện áp. Đây nè, các bạn đo điện áp coi vặn giá trị 20V nha các bạn. Ba, các bạn đo điện áp coi là cái gì đo nóng á, coi nó ra bao nhiêu nha các bạn. Ở đó là khoảng 2.39, khoảng 2.4V nha các bạn, là cũng khá yếu ha. Tại vì khi mà cái cell pin này nó sạc đầy á, cái điện áp rơi cho nó là khoảng 3.8 đến 4.2V nha các bạn. Nó full luôn á là 4.2V ha. Còn cái này 2.3V á là nó khoảng hơn 1/2 một xíu nha các bạn. Cái dung lượng này nên giờ mình phải sạc pin ha, hoặc kích pin lại.
đây là một cái xe pin 18650. Thì nếu mà các bạn kiểm tra mấy cái xe pin bên cục sạc laptop á, hoặc là cái cục sạc dự phòng á, các bạn cũng kiểm tra tương tự cho mình nha. Thứ nhất là các bạn đo điện áp thôi, các bạn đo điện áp với đo bằng cái thang đo diode cho mình thôi là các bạn kiểm tra được coi cái pin này có còn xài được hay không, và có cần kích pin hay không nha các bạn. Rồi mấy cái xe pin này á là mình đo được khoảng 4.1 gần 4.2V là ok nha các bạn. Đó, đầy rồi ha. Còn trường hợp mà các bạn đo tổng chở, các bạn chuyển thang đo diode cho mình, các bạn đo một chiều nha, một chiều nhớ các bạn, một chiều lên một chiều không lên ha, tại vì hai cái xe pin này mắc song song á. Nếu các bạn muốn kiểm tra, các bạn có thể tách rời hoặc là các bạn để nguyên từng xe pin cũng được nha các bạn. Đấy, các bạn thấy không, mình đo được giá trị là khoảng 195 ohm nha các bạn. Vậy là như vậy á, mình kết luận là cái xe pin này còn xài được nha các bạn, tốt ha. Tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đi kích pin nha các bạn. Kích cái xe pin này nè, các bạn thấy không, kích thước nó cũng tầm trung thôi. Thì giờ mình các bạn kích pin sao? Kích pin, hiện tượng kích pin nó là khi mà các bạn mà đo điện áp mà nó yếu quá, nó không có đủ điện áp lên nguồn, mà trường hợp mà các bạn sạc á, sạc pin vô rất lâu lâu vô nha các bạn, thì mình phải nên đi kích pin. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kích pin ha. Ở đây mình sẽ dùng một cái bộ nguồn điện thoại di động, bộ kích nguồn. Ở đây có hai mức nha các bạn. Cái này là mức ampere ha, đo dòng và cái điện áp, mức volt để đo cái điện áp của nó nha các bạn. Cái dụng cụ ở đây á, các bạn cần là lấy cho mình á là một cái, đây, cái kẹp giấy. Đây là một cái kẹp giấy nha các bạn. Các bạn có ta vẽ thẳng thật thẳng lên, vẽ thẳng cho mình cái kẹp giấy ha. Cái này tự làm ở nhà kích pin cũng được nha các bạn. Nếu mà các bạn có bộ nguồn á thì làm rất dễ ha. Ở đây kẹp giấy mình đã vẽ thẳng rồi nha các bạn. Rồi ở đây á, các bạn lấy cho mình một cái dây thun ha, thun loại nhỏ nha các bạn. Các bạn đừng lấy dùng thun lớn ha, thun lớn quá dài nha các bạn. Nên pin nhỏ các bạn lấy cho mình một cái thun loại nhỏ là ok rồi. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình cắt đôi cái kim bấm này ra nha các bạn. Mình sẽ lên một cái kèm, mình cắt đôi cái kim bấm này ra. Rồi sau đây các bạn bẻ nha, bẻ thành cái móc câu nha các bạn. Bẻ cái đầu, một cái đầu rồng ngắn ngắn nha. Rồi cái đầu phần lạ còn lại mà các bạn bẻ ngược cũng được. Cái này để mình chế ra cái dụng cụ mà để kích pin nha các bạn, chứ không có gì hết đó. Các bạn, nếu các bạn giữ bằng tay á các bạn, nói chung là mất thời gian của mình, mất công mình giữ thôi. Nên bẻ sơ, các bạn có thể bẻ tùy ý nha các bạn, tùy cái cách mà các bạn chế tạo, chế cháo hay gì á. Nếu mà nhà các bạn mà có một cái đế của cái xe pin này á, các bạn kẹp vô các bạn đã kích pin cũng ok nha. Còn trường hợp mà rất nhiều bạn á không có cái đế này thì các bạn chế cái dụng cụ để mà kích pin ha. Và sau khi vẽ xong á thì các bạn được hai cái móc như thế này. Thì đó các bạn lấy dây thun nè các bạn. Rồi. Các bạn cột chặt lại ha. Rồi các bạn được cái móc này nha các bạn. Hai cái móc hai đầu nha các bạn. Như vậy đã xong ha. Rồi tiếp theo quá các bạn lấy cái móc này nè, các bạn gá lên hai cái cực âm dương của cái pin này thôi nha các bạn. Đây nè, rồi thấy không, nó móc là tiếp xúc với cực âm nè, một đầu nó tiếp xúc với cực dương nè các bạn. Rồi, để sát nha, sát cái, tại vì phía trên này cực dương á, các bạn để sát cho nó tiếp xúc, miễn sao nó tiếp xúc là ok các bạn. Hai đầu nha các bạn,
đầu này nè, đầu này nè, đầu này là dương âm nè, đầu này là dương ha. Và tiếp theo các bạn dùng chính bộ nguồn này, các bạn bật nguồn lên cho mình. Để mình kích pin đó, các bạn vặn cái mức điện áp khoảng 3V trước nha các bạn. Chỉnh cho mình cái điện áp 3V rồi các bạn vặn từ từ lên thôi. Đây là hai cái kẹp của bộ nguồn, các bạn gắn tương ứng nha. Đi hai đầu kẹp cá sấu nè, các bạn cặp vô, chân dương ra chân dương, chân âm ra chân âm nha các bạn. Ở đây là chân dương là phía trên nè, các bạn dùng quay dương ha, các bạn kẹp vô. Ở dưới chân âm thì các bạn kẹp cặp vô luôn nha các bạn. Cái trường hợp mà các bạn nó không tiếp xúc nha các bạn, trường hợp mà các bạn thấy nó kim dòng ampe này nó không có lên, nó nhích đó, thì các bạn thử chạm ấy nha, coi cái nó các bạn có bị kẹp, có bị hở chân không. Nếu mà nó hở ấy là ok nha các bạn. Đây nè, cái trường hợp này là ok ha. Hay là nói tóm lại á, các bạn nên điều chỉnh. Nếu mà trường hợp mà nó không ăn á, là cái kim dòng này nó báo nè các bạn. Nếu mà nó bằng không á là như nó bị hở mạch nha các bạn. Rồi như vậy nó hở ha. Rồi các bạn điều chỉnh lại, điều chỉnh cho nó ăn á thì dòng nó sẽ lên như thế này. Tức là nó tiếp xúc nó tốt nha các bạn. Rồi các bạn kích pin, kích bình thường nha các bạn. Rồi sau đó các bạn đã lên bật phẳng nha các bạn. Các bạn không cần phải giữ hay cái gì á, rồi các bạn đi làm chuyện khác cũng được. Các bạn để cho mình cái kim dòng. Kim dòng ở đây càng ngày á nó sẽ hạ về 0 ampe nha các bạn. Thì cái khi mà trường hợp này á thì các bạn kích lên cho mình. Kích lên nó tầm khoảng 500 ampe trở lại nha các bạn. Đừng có kích quá nha. Dòng nó nóng á, nó sạc vô đây nóng á thì nó dễ làm pin phù hoặc nó nóng pin nha các bạn. Là không tốt ha. Giảm tuổi thọ của pin. Thì các bạn cứ để cái kim dòng nè, nó khoảng 500mA là ok. Rồi các bạn cho nó sạc, nó xả xả, nó nạp từ 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 là nó giảm được không ha. Rồi đồng thời á, các bạn nhìn cái kim nè các bạn, cái điện áp nó ngoáy nha. Nếu mà trường hợp các bạn muốn không cần phải tháo ra dùng VOM để kiểm tra cái điện áp pin đâu, là các bạn nhìn nè, các bạn tắt nguồn đi, là các bạn nhìn thấy cái điện áp như đây nè, chính là cái điện áp của pin luôn, tại vì mình mắc ra. Các bạn thấy không? Các bạn xả ra thì cái điện áp của pin là nó cái mức này mức 2,5, nó gần 3V rồi nha các bạn. Là ok ha. Đây là cách là để các bạn có thể kiểm tra cái xe pin 18650 này, hoặc là cái pin mấy cục pin mà cái sạc điện thoại di động á. Là các bạn có thể kiểm tra y hệt tương tự như vậy nha. Là bạn tắt cái nguồn đi. Là cái điện áp nè, nó sẽ nhích lên. Chính là cái điện áp của pin hiện tại nè các bạn. Các bạn bật nguồn lên á. Đây là cái dòng, các bạn xác định được cái dòng nha. Dòng nó sạc, nó nạp cho pin nó từ từ nó giảm về không. Khi mà giảm về không á mà cái điện áp này các bạn mà nó chưa bằng khoảng 4V á thì các bạn cứ tăng lên dòng khoảng 500mA cho mình. Đừng có tăng quá nha các bạn. Tăng quá có thể nó ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin vì dòng sạc nó lớn á. Thì các bạn cứ giảm. Nếu cao quá các bạn cứ giảm biến trở cho mình ha. Giảm về xuống khoảng 500mA được rồi. Cho nó nạp từ từ ha. Ở trường hợp mà các bạn cảm thấy mà cái pin điện áp của pin nó càng tăng á, là các bạn có thể lấy ra sạc được rồi nha các bạn. Đây là cái cách hướng kích pin cho các xe pin 18650 của mấy cái cục sạc dự phòng à, hoặc là cái khi các bạn tháo ra các bạn sửa pin của pin laptop á, các bạn có thể làm tương tự hệt nha. Rồi mình lấy một cái xe pin 18650 ra mình làm thử. Đây là cách kích pin cho thợ bọc nha. Còn có mấy bạn nào mà chuyên nghiệp á, thì các bạn hoặc là các bạn có thiết bị dụng cụ á, thì các bạn nó sẽ có một cái đế gắn pin vô, thì các bạn kẹp vô đây nè là nó tự động nó sạc pin cho các bạn nha. Còn ở đây á mình không có cái đế đó, các bạn có thể độ chế theo cách y như vậy của mình là ok. Để mình kích pin nha các bạn, kích pin lên từ từ. Khi mà kích pin đủ điện áp á thì các bạn có thể lấy ra các bạn sạc lại nha. Đó, sau khi mình giả sử sau khi các bạn kích pin á là
các bạn ráp lại, ráp lại rồi các bạn dùng chính cái mạch sạc, mấy cái mạch sạc như này, như xe pin đó, xe pin của cái mấy pin sạc laptop nè, hoặc là mấy cái cục sạc dự phòng á, các bạn dùng chính mạch sạc của nó là các bạn sạc pin là nó đảm bảo được cái tiêu chuẩn của nó nha các bạn, là pin được xài lâu bền hơn ha. Rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì á, các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha.